Thưa quý vị, thưa các bạn, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn vừa có thông báo khẩn số 8 về việc tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Sau đây là nội dung thông báo khẩn số 8. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã, thông báo khẩn số 8 về việc tìm người có mặt tại địa điểm nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Căn cứ thông báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình đối với các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thị xã Ba Đồn, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn thông báo những ai đã tiếp xúc hoặc đến các địa chỉ sau trong thời gian từ ngày 5 tháng 9 năm 2021 đến ngày 23 tháng 9 năm 2021. 1. Thông tin của F0 thử 38, TT, chỗ ở hiện nay, 137 Hùng Vương, khu phố 5, phường Ba Đồn, Thông tin dịch tễ, từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021, đến nhà ông Hồ Đức Tính và ông Nguyễn Hữu Khoái ở tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc. Ngày 15 tháng 9 năm 2021, làm việc tại tiệm áo cưới 75 Hùng Vương, phường Ba Đồn. Buổi chiều, mua đồ điền tại quán bên cạnh quán trà sữa Mơ Hầu, có đảm bảo khoảng cách đeo khẩu trang từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9 năm 2021, làm việc tại tiệm ảo cưới 75 Hùng Vương, phường Ba Đồn. 2. Thông tin của F0 thứ 39, HT. Chỗ ở hiện nay, 137 Hùng Vương, khu phố 5, phường Ba Đồn. Thông tin dịch tễ, thường xuyên làm việc tại tiệm ảo cưới Thành Trung, số 75, đường Hùng Vương, phường Ba Đồn. Từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9, có đến chờ Ba Đồn. Ngày 12 tháng 9 năm 2021, đến nhà ông Hồ Đức Tính ở Trồm Đông, Đơn Sa, Quảng Phúc. Ngày 13 tháng 9 năm 2021, đến nhà ông Nguyễn Hữu Khoái tại Trồm Nam, Đơn Sa, phương Quảng Phúc. 18 giờ ngày 15 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, đến quán Yên Trang ở khu phố 5, phương Ba Đồn. 15 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2021, đến cửa hàng Việt Theo cành siêu thị Hùng Hồng Ngày 19 tháng 9 năm 2021, đến quán tạp hóa đối diện biển xe Ba Đồn và tiếp xúc với bà Trần Thị Ngân là chủ quán. 3. Thông tin của F0 thử 40, NH, thử 41, XV và thử 42, XN, chỗ ở hiện nay, xóm 1, tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ. Thông tin dịch tễ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến quán Puka số 8 đường Đào Duy Từ, phường Ba Đồn, sau đó đi gặp Đoàn Ngọc Phương Thanh ở khu phố 2, phường Ba Đồn. Ngày 16 tháng 9 năm 2021, đến nhà ông Nguyễn Xuân Dũng ở xóm 1 tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, đi siêu thị Thái Hậu. Buổi tối có đến quán của bà Nguyễn Thị Hoa ở xóm 1 tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ. Ngày 17 tháng 9 năm 2021, đi test COVID-19 gần bến xe Xuân Truyền, Ngày 19 tháng 9 năm 2021, có tiếp xúc nhanh với anh Thình ở xóm 1, tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ. Cả hai người đều có mang khẩu trang. Sau đó gặp ông Nguyễn Xuân Tý ở gần nhà, quá trình tiếp xúc có đeo khẩu trang. Ngày 20 tháng 9 năm 2021, test COVID-19 tại nhà và có tiếp xúc với ông Nguyễn Xuân Tý ở xóm 1, tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ. 4. Thông tin của F0 thứ 43 NTBG, chỗ ở hiện nay, xóm 3, tổ dân phố Minh Phường, phường Quảng Thọ. Thông tin dịch tễ, trước ngày 15 tháng 9 năm 2021, thường xuyên đi chờ xẹp Ba Đồn. Ngày 16 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2021, dự đảm tang của ông NXQ ở xóm 1, tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ. 5. Thông tin của F0 thứ 44 DTB, chỗ ở hiện nay, xóm Ất, tổ dân phố Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. Thông tin dịch tễ, ngày 16 tháng 9 năm 2021 đi chờ Ba Đồn, ngày 21 tháng 9 năm 2021 đi chờ xẹp Ba Đồn, chỉ đứng ngoài cổng. Đến quê thuốc đối diện cổng chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình có tiếp xúc với chủ tiêm thuốc, sau đó ghé tiêm bánh mì tiền hưng phương Quảng Thọ. Ngày 22 tháng 9 năm 2021, ra trạm y tế phương lấy mẫu PCR. 6. Thông tin của F0 thứ 45 HT, thứ 46 DT, Chở hiện nay ở thôn Tân Hóa, xã Quảng Tân. Thông tin dịch tễ ngày 12 tháng 9 và ngày 19 tháng 9 năm 2021 tiếp xúc với chị Phan Thị Hà và anh Vũ Bình Long ở phương Quảng Long. Ngày 22 tháng 9 năm 2021 có tiếp xúc với bà duyên và anh đầu ở thôn Tân Hóa, xã Quảng Tân. Những ai đã từng tiếp xúc hoặc đã đến các địa điểm nêu trên liên hệ ngay với trạm y tế nơi gần nhất hoặc trung tâm y tế thị xã để khai báo y tế hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã 02323 509 688 để được hướng dẫn. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn yêu cầu các phòng ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp thị xã Ba Đồn, ủy ban nhân dân các xã phường nghiêm túc triển khai truy vết thân tốc các đối tượng F1, F2 trên địa bàn toàn thị xã Ba Đồn, thông báo đến toàn thể người dân được biết, đồng thời báo cáo tình hình, kết quả ngay cho Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã Ba Đồn. Chỉ huy trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã Đoàn Minh Thọ đã ký hết nội dung thông báo khẩn số 8.